mình chọn đàn mà cảm thấy xung thuộc cả group từ căn bùng này xu nâng bùng này bật ngọt này chú yết chuyên chỉ in trong bùn em ghê xung bề bờ rồ và bật to tự tin ấy xung thuộc cả sốt nơi vì sẽ trả cơ sở chỉ vì sao không ai nâng vì sao kể đọc này. 7. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 본연의 혈통과 연결된 위하는 생활을 통하여 심정 문화 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 비스자 크루사 레크 7. 크루사 របស់ យើង ជា ម្ចាស់ នៃ ជនគូប សច្ចៈ ថា តាម រយៈ ការ រស់ នៅ ដើម្បី ជា វិជ្ជា ដល់ អ្នក ដទៃ នោះ ធ្វើ ឲ្យ សក្ដិ ពិភព លោក và sư sư một quân một thầy một quân từng ngày đi mà đã nuông một một người say mà cho mà cả đi cùng sùng bề ca chun đòi bộ mặt thằng sư không đi một bộ bài vật à chu chu là sư một quân mà chỉ mà theo của mình một niềm không ra sư bề yên mà nhưng mà trang của bài tí ấy chúng ta xong cuốn môn là chưa được mà chúng ta please welcome for this morning okay. Good morning, brothers and sisters. Good morning, Angan. Good morning, some Eun, some Nam, some Pek, and Jenny. And good morning, Sehian. So I would like to continue for the last Monday content. The title is Five Major Points How to Inspire New Members. So this is the I pick up this content because now I can see in Simriat and Comport that many new members coming to join for the Toimudo. And then I do understand that to take care for the new members is really not easy. And then more to say, to raise up for the new members is also not easy. So why? I little bit would like to share how True Father is guiding to us how to raise up the new members.
And then not only to raise up the member, in order to raise up the member, we need to inspire the members. Chứ mình men trong tài và tổng tự tài đấy cứ dùng tự tài chúng tôi tiền trên bộ quân bằng này. So first point is in order to inspire the members, need to live for the sake of others. Chứng rừng tìm mũi đồng bày thuộc ca chúng tôi tiền trên mà cá cứ tự tài luôn nói đồng bày chịu dòi nhà tì. And need to give for the sake of others. And this is the message from the Bible. And the king will say to them in reply, Amen, I say to you, whatever did for one of these least brothers of mine, you did for me. Bà nô mà thái buộc đi quay pram kho thì sẽ sống hãy sẵn nâng miên bà vật tù tù phụ kê thà Amen nhóm pram nè rõ khí thà ở vây đề nẹ bàn phơ xâm rạp bọc ôn nô tội phụ tù bọc nhóm nè đi nẹ bàn phơ xâm rạp nhóm. What this king is saying to the people is you need to treat the people same as me. Bà chắc ở quay đề sạch vậy thì cứ mình đi thà nhẹ trở ta bầm rào của chị chút ở đâu chị nhiều chứ. Like when you are, especially when you treat those who I love, you need to treat the same as me. Bà chị bị xét nhẹ trở ta bầm rào nhẹ đẹp nhóm sẽ là lành ở đâu nhẹ sẽ lành nhóm chứ. Even for the father say, like the one person's life is as precious as the planet Earth. Bà trong lòng của bậc bất lo ban người ta chỉ có trong bao mà đâu mà nè cứ biết đầm lái đôi phục phải đây là mù vậy. Because what it means is we never knew the one new member came and that person will be the prime minister of Cambodia. We never know. Bụi dương ở đây đang muốn một tay tha sẽ mà chắc thầm mày đại màu đó anh ấy có tốt quan ai khai từ chi để giữ rộng trái nếu thấy cảm giác bây giờ là đằng này. So that's why when the new member came, that we really need to take care of that member like a king or a queen. Vì thế hai thập bề đề sẽ mà chắc thầm mày làm mẹ máu bây giờ trời tài mơ thai dù cho tận đạo phụ kê nó áo hội đôi chi sạch ở đây khi mà chắc sạch trời rồi. Yeah, I am really grateful for Comport always doing this kind of event. Và chúng bất kỳ khai mà con tư của bố đã tài tài và cả tư tất cả bài này. We need to give with the parental heart. We should not give with the self-desire and ambition. Because heavenly parents always give with the parental heart. That's why we need to obey that. Và nếu trâu bắt đầu ao cho mùi tự chất chìa bộ mà nào giữa mình cua bắt đầu ao đòi ca chọn bàn từ lưu này nâng hãy cho ta lại để xa bộ mà nào thật xu tay ta bắt đầu ao cho mùi tự chất chìa bộ mà nào nụ hai chung là hát đầy dương trâu cực tạm luôn. Do you remember what is the three major role as a leader? Ta nhận đọc được đơn tế ta với chìa tu nửa ti xâm khăn bay không nên đi nền ngon. The first one is to take the role as a true parent. Và tu ti ti mũi cứ tu ti chi bổng lại bật. Then second is to take the role as a true teacher. Và tu ti ti pi ca đa tu là ti chi kru bật. And then third point is to take the role as a true owner. Và tu ti ti mấy nhìn đẹp ngó cứ
So, as one of the important, most important leadership as leadership is to take care of the people with the parental heart. và chúng rương đa sầm khăn sầm rạp khăn nào mối tư ca mơ thai cho dự đạo mình đức cứ đẹp ai tự lệ tự chật bồn này. The parent have always can see the weak point of the children at the same time for the good point of the children. Bộ mình đã ai mơ khơi này chúng nói khoa khá tập bộ cô hay không về từ mũi ai mơ khơi này chúng nói lo lo mà cô này. But even though it can see for the weak point of the children, parental heart is try to fix or improve for that weak point. Bà chứng con niêm gì bụng lái từ bây giờ bơ khơi nơi chúng mình khoác khá từ bọn con nữa chúng ta thực chất gì bụng lái từ tại suy diêm thì nó đồng bây con nữa người ta đọc sai là bài hát luôn But at the same time, to have the parental heart is not easy. còn tay khi nông về từ mũi ca đã miên thực chất gì bụng lái đến có mình nghĩ luôn rồi thì Because always the parental heart required the sacrifice. mà mùa hát cứ để xa tay từ chật chìa buộc mà đái cứ tầm rau ở miền này ca lẻ bồng That's why in this green part saying, because heavenly parent always give with the parental heart, that's why we need to obey that. bà chân đôi chìa nửa này bò bài tăng đấy khi người ta để xa tay ở bụng này thành su tay tay vào ao chung quy tập chất chìa bụng này nó hai chung là hai bài dương thời ta cột tạm To have the sacrificial heart is not easy. và đồng ý em biên này thực chất này ca là bóng từ mình đi xuống thì But this is because the heavenly this is the nature of the heavenly parent, so that's why this is the quickest way for us to be the good leader. mà cầu một tay này cứ chi thực chất là bỏ bộ mai thành xu chẳng hay ni cứ chi lâu cắt mũi xem là dừng đó đi từ bây hai từ chi này ngon ngon này. One who has the strategic mindset as giving 10 in order to gain 100 would be perished. That kind of person couldn't enter into the world centering on heart. Heaven is the world of giving. When you give, you need to give your heart in addition with material. Those who give with the heart of heavenly parent would Và not be perished. nhà tương lai na đã miên chất cầm nịch chỉ dựa trên xa ai đáp đồng bày trong của tôi bàn mùi rối nụ nâng trao vì nì một nụ hụt hết nụ mình ai cho tôi không bị phục lô đặc bài về từ chất bản tì tham su quy chi bị phục lô xâm lạp ca bà lòi tập với nhạc bà lòi nhẹ trao bà lòi bệ đồ được bỏ nhẹ bằng thay chung mùi nâng xong bề rẻ lơ xong bề rẻ nhẹ đàn ao đòi chất nề bồng đại thành su lúc nâng mình bị nhiệt lại. When we give with the empty heart. We should not give with expecting something else. Bà chúng nó về đây giờ bảo ao như cô ta bảo ao cho mùi này tức chất sát bỏ rồi sốt đòi khi mình ca được phân quay từ ngọt If we are giving with the expecting, and then it will be perish. bà sẽ người dư bà đòi ao cho mùi đằng ca được phân tha chẳng mà là bây giờ với cứ nâng trao vì niềm. But if we are giving with a pure heart, and then it will return, definitely it will return. Even it will return double. Và ta bớt xin là dân ao cho mùi được tự chất bò rồi xuất Phật gót nó vì nâng tự lọt một vị tôi bởi chất tích dịp ấy dân nào đó ta vì tự lọt một vị In the business world, when we use the word to say investment, that is expecting to gain the benefit. Đó nó được bốc chùm núi nó về để dân
vì biết thảo vị này vô cứ mình đây thảo nước cứ giờ gà rộng bằng bài trọng bàn rồi. But in the purely in the English word, to say investment, this is to support for the other work. Công tác là nó thuộc business ở bên sang lấy cái investment từ bên đấy cả control cái cả gì cả rồi xin bỏ này đấy. This time I came to Japan. My purpose is in order to raise the fund. Bà chân lớn khi mà có chân cùng là một nhóm người mà rồi này chúng nuôi. I don't want you to tell the others that I came to Japan because this is related to the raising the fund. Và chúng chúng mình cho anh đặt đi prap tất cả này tới bây giờ là đi kiểu kể cả nghe rồi chúng ta tôi được cả I didn't tell the, not so many people. respond và chúng bắt màn prap mình được trả những cái như thế. This time I little bit stay long because I forgot this is the holiday season in Japan. Và lấy đi chung sao là con người du tích thì sao thì nhóm lịch thả lòng về đấy cứ nhóm về ngay cho xem là được thì con But I will come back with fulfilling the goal. và công tác xin từ lâu với chúng tôi là ca xem lại bàn của đảng nhóm. And when I come here, what I really surprise that when I using the foreign when I using for the foreign language in here, I use Chinese more than English. Thế là về được nhung mà đầu tiên cái về nhập ảo cứ tha nhung prapra về sa bỏ tên cứ về sa chân tròn chiên về sa này. Somehow I just started learning Chinese and it is good for me to practice. Và về ra nhung từ mà chập đầu đi về sa chân chân vì chưa được lo được nhung mà vô về đó mà ăn được về sa chân được nhung. But anyway, I am really surprised there are so many Chinese in Japan. Và tại vì nó không bất chi xem áo cũng như chân 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 làm tên cái bộ đồ nó của And many of them that they are coming with for the business purpose. và hay phụ kê bị chát mà màu tây Japan nó cùng nó cứ thua cà rô. And the Chinese people are really radical people. Bà chân 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 cứ chia chân chia đài cho bà lọc làm tên. Of course, there are bad Chinese and there is good Chinese. Và vẫn là cứ miền chân 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 khá là chân 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 khá là And then when I see these people that they are that these people are successful for the business. They not care to giving. và chân là cái dân lấy từ mơ chân chết chân đề chân chân ca rộng xí chân ok mình chịu khóa hoàn ca qua lại được. Like they give the service. Và kiểm tra cái đo về sự hòa cam giao lộ Oh, they really understand the Japanese heart. và cái bất chiều anh dư là vì bởi này có một thông báo từ Oh, Japan Japanese heart is the once receive, never forget. và chân lập chân chỉ Japan nó về để dùng chụp người làm nãy cứ mình nghiệp lệnh cái. Well, if once it get the good service, and then we'll come back again. Bà tôi mua anh gì tha nó quay để cho hàng lần hai tôi ban là sự hòa cam lõ cái phát một tiền That's why, in Japan, the service is very good. hai đi chơi hai bàn trên nộp tây Japan cái tôn hàng sự hòa cam cứ lõ làm thế Instead, it's expensive. mà tại nhưng nào nó có đầm lấy về thay đây. So, in this time, what I realize is to give the good service is the one of the key for success. Và chân người chân người đi hỏi về nhiều vô đấng cư độc ca đo và cam lõa cư chỉ con sáu rồi chụp chế như The one thing that when I come to Japan and then, for example, go to the restaurant, they give very small amount. mà rưỡi mũi đặc biệt là dùng cho tây Japan nữa
tôi And but very delicious. và từ hậu tịch tôi chúng ta bất kỳ sinh So this is the one of the key that even the quantity is a small but giving the good quality. và chúng tôi bây chế phạm man về tịch tôi có vấn tác và cô nộp hiếp về lọ. The way of master is the way of giving. From family to world till the end of heaven, you need to give and help. We received from God and God gave us from the parental position. That's why we need to give with the parental heart. Once we become that kind of person, God cannot apart from there. Fortunate person can give when they want to give and can receive when they want to receive. But unfortunate person cannot give and cannot receive when they want to receive. Mình kia là bom mình chắc cứ chụp lâu được cả bảo lâu vì cứ xa đó là phục lực hoạt động thì chọn lên thang xuống nhận trời đó là mình chui tì nhưng mà tôi bị bệnh hai bệnh ba mươi tỷ đại dương bị tụt thì chụp bụng này thứ hai chung là hai đại dương trời đó là đòi bệ đồ bụng này tập bệ đại dương là chưa một đồng bài nước bệnh mình ăn như trên vì tình bà tì và cô mình xâm nàng ai ai bệnh kê chọn ai hai ai tụi tôi về cái trò của tôi vấn đề mình lúc ăn cơ sở mình ai từ tôi bạn mình ai từ tôi bạn về cái trò của tôi thì Well, this is really true that this is a principle that one who want to give will definitely to receive. But when the person will purposely to want to receive, never receive. bạn ấy cứ bất chiều trong trời bạn tập về đề nên là để thua cá đồng bây chọn bàn tay phòng bây giờ cứ nâng mặt mặt phòng bây giờ chúng ta nên là để thua cá mình tập về mặt phòng bây giờ nâng từ mặt phòng bây giờ Because Satan also has the heart to receive the love. You need to have the heart to love even Satan. When you have that kind of capacity, Satan also plays you as a heavenly soldiers much better than any soldiers, army soldiers. vì pro Satan có miễn chất tự tu sự đầy sản lạnh nhẹ ta ta miễn bệ đô một bầy sản lạnh xong bầy ta Satan tập bế nhẹ miễn sản mạng đập hiệp bài này Satan có đợt sao nhẹ tha chỉ hiện hàng xuống So this chiên is really có true. Oh, sorry. games please. Oh, this is really true. Even the Satan want to receive the love. Bạn ấy bất kỳ tâm trấu xung bay ta sa tăng có chẳng bàn tôi nói sự đây sẽ lại nhờ. Even that if do so, what as a strategy, what we can do is we can give. Và chúng đây này hai chỉ chưa được sao dương có ai đó lại được We try to melting the heart of the Satan. This is the strategy. mà dương chỉ dương rụng lia này tất chất là bỏ xa tăng như cái chi chưa được sao. Today let's do until here. Mà chừng này nó những ai bật chọc nơi tâm mình chứ. Okay, thank you for listening. Số một con mà ngài chưa chết tập thank you, Muslim, for this wonderful guidance. These are very useful. And chúng nói bên đây cho anh lại lấy 7 tí ấy, 7 tí bằng mắt mình chọc hơn. Bà con vừa bà con nói lên một cái niềm bà bà là bà con hai bữa còn cho đồ cài chạy đồng lên thì bên tôi là chạy tàu lần cả thai đại xa sao mà chết bà chừng chỉ thao mà nói dân đang thường điểm gì là thật ngóng cả thai đại xa một lần là thai cả đại thai đại xa sao mà chết cứ mình nghĩ rồi. Rồi mình đọc chất đọc chân nó cả
thầy toán thì về đó là một lúc chất hôn mà tôi là nông thu xa môi sinh còn những đọc sẽ đọc còn bây giờ đọc bây thì mà chẳng nhận là học và từng kịp gì như mình ta nông ca nhà một ca thì nhà là vui thì tay cho tạc vào ở họ là không có mà chơi quay dưới nghiên nhận là tới à rồi có trang bài cũng chơi đèn cho tôi bây thật kỳ những có nhận khai sang bà cường hào ở nhận khai sang bà cường chuyện từ nguyên các quay cùng đất nè cục tàn là gì và chân thông điệp gì gì là đặc nom được gọi là chị bà khi nó cứ của bà cả tài toàn à chuyện cứ miền này là dưới chỉ để xong rồi toàn bộ cục các bạn sẵn và bộ quân lý cật trang hoàn thực hiện quân lý trang hoàn cả đang chắc như thấy trẻ mơ các loại sạn to gần năng dùng mà chất vào dưới và trên không đêm dưới kia đặt đặc nòm để chúng ơn thầy sắp bay ấy mình này thật là điều là chấp đảm điều của dưới chiến đó là nạ ca nạ đặc nòm tại sao lại nông cao ca tục cường vào dưới kia miền mà trực dưới kia bên nè buồn đọc nè mình thà càng nghe dạy thế ơi tại nông đêm dưới nạ đặc nòm từ dưới tập tu score từ cứ tập tu có trời của bài giảng nhưng mình thấy dân chấp làm vô phi đồng lại và đặc nón nhẹ đặc nón cứ mình xuống thì mà đặc nón ở kia là o hết o số chặt thì và lập tập khoa và ăn được kê hết dân nhẹ tập tu học để chờ là dân nhẹ tập tu học trở nên mình đặc nón tập tu từng trái tập tu từng khóc anh ta khoa và giáo cứ dân chẳng ở phương cao màu vàng cao một cặp vào dân cứ bàn chụp kinh vi mà à, chị sẽ đánh và là muốn có riêng trăm sẽ mãi chất mà đại ca bao giờ nói mình có tù thì có tờ cốt bãi vàng đầu mà mình rướng kê ở đây hai chân cao mà bạn bao giờ từ cao tổ rồi có từ xua từ nón này thì xua tạo nón này mấy mấy bạn này đang nón chứ mấy bạn này đang nón cho chân kỳ dương rồi sự việc của bãi vàng đây là tập khóa tương ban từ lớn mà chất vì dân tự lặng mà con nhà mà chắc dân dân chẳng ở phát bài chỉ trụ ở phát chỉ nệ lên miền sử mặt tiệp và lấy chấm quân nệ đá đất nông đá mình chẳng ăn phát bài giáo vì sử mặt chắc đợi một cái niềm thái chẳng ao chúng mình được sạc đó tại người phải là cả được một khoảng một tháng mà rồi chứ cứ chỗ nó cứ không thể bị nệ thì cứ mình thái ao thì không nó dân ở nó phải là cả mình là dân chẳng ăn phát bài giáo thì à, thì thời chứ thời cho những kịch vì giỏi thì cho rằng đó là có tới vụ qua những cái chơi rồi lôi dân đi chơi 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 khỏi cái nó nên rồi về cao tôi nên sao chỉ kịch vì bình thường mà cứ mình tha loại nào thì mình cứ miền tây miền nam và tục phân vai và phân tục cứ dùng từ miền tây miền bắc này mình mà là nó cứ phân từ lớn mà chắc mà chắc cứ thử phân cho nó đặt nó đặt bay đặt nó mà bạn hiệp chủ thì nó đặt nó cứ phân cho lời mà chắc đặt bay chui vừa càng nghe nữa thì bạn chủ thì đại mình làm nó đặt nó gặp phân của mà chắc gặp phân cho lời nó đặt nó cứ miền cứ đơn là dễ xong lại tay là ca luôn để mua với bạn làm chủ thì là chắc khi miền phân năng xong lại bật đi và chúng ta cho luôn chạy và quân trang được mình có một mình So, Jim, this morning we will move to camping. Please have a good trip. Okay. Also, I need to move on something else. Yes. So please join me, pray. Sum kerapu masu, kerapu masu, sum pokun mainakun. Setelah pilih ini yang itu bahan yang beri mampi Muslim maka saya ngajin yang ini yang mungkin bahwa dia tahu ini yang turun nanti ketua Filipin yang turun nanti tidak pilih pun yang terakhir pun yang sudah sum busung serap maupun pelakor yang ngomongin oh dan kita ingin kesempatan ini atau bahan yang cocai
chẳng cho nhà trường và xui sẽ hiểu cái cả nhiều tình cảm trường đa tạm cho cái cả thì cũng xui ngày xui xui đã quên người lại một quân nó đi mà hạn lo một bộ mặt sấy mà chỉ sáng ta xin được ngày trường ngày xui nên lại tịch và chui Roger. Okay, thank you. Tuesday. So please wait a little bit, allow us. Maybe I think next week I will go back and then I will share. See you Vietnam. Okay, thank you.